Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thể thao trưa trên kênh VTV1. Sáng nay đã diễn ra chặng đua thứ tư của giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2019. Chặng đua tính giờ cá nhân tại Thanh Hóa này sẽ phân định rõ ràng thực lực của các tay đua, bởi khác với những cuộc đua đường trường với sự trợ giúp của các đồng đội và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ, chặng đua tính giờ cá nhân, các tay đua phải vượt qua chính mình để có được thành tích tốt nhất. Trước khi chặng 4 diễn ra, nhà báo Phan Ngọc Tiến, trưởng ban sản xuất các chương trình thể thao Đài Truyền hình Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải, đã trao tặng bảng vinh danh cho ông Lương Tất Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn. Sau đó là lễ trao giải cho các tay đua xuất sắc ở chặng 3. Trong đó, áo vàng được trao cho Jordan Para, tay đua người Colombia của đội Byline Đồng Nai. Chặng 4 của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 là chặng đua tính giờ cá nhân có lộ trình dài 9 km. Dù trời mưa và có gió mạnh, nhưng các tay đua vẫn đạt tốc độ khá cao. Kết quả, Loic Desriac tiếp tục chứng minh vì sao anh được gọi là chuyên gia đua tính giờ cá nhân của VTV Cup. Anh là người có thành tích tốt nhất, 10 phút 38 giây 12. Như vậy, Desriac đã giành chiến thắng tất cả các chặng tính giờ cá nhân của VTV Cup trong suốt 3 năm qua. Thắng lợi này cũng giúp Loic Desriac giành lấy áo vàng sau chặng 4 từ tay người đồng đội Jordan Para. Tay đua Trịnh Đức Tâm có thành tích tốt thứ hai ở chặng này, nhờ thế cũng vươn lên vị trí số 2 trên bảng xếp hạng tổng. Áo xanh vẫn là của Jordan Para và áo trắng thuộc về tay đua Quang Văn Cường. Ngày mai, giải sẽ bước vào chặng đua thứ 5 có lộ trình dài 139 km. Các tay đua sẽ xuất phát từ quảng trường Lý Tự Trọng tại Hà Tĩnh và về đích tại thị trấn Phong Nhà, Quảng Bình.